Tuy nhiên ở đây anh muốn nhắc mà anh muốn dừng một chút xíu để anh nhắc tới một cái chất mà các bạn sẽ không làm, nhưng các bạn phải tư vấn cho khách hàng trong tương lai, đó chính là mở tự thân. Khách hàng đến tìm một người bác sĩ đó, bác sĩ ơi, chị thấy chị hấp háp quá, bác sĩ giúp cho chị làm cho đầy đặn hơn, cho chị trẻ hơn đi, được chưa? Thì một người khách hàng sẽ đi đến rất nhiều thẩm mỹ viện và spa để người ta được tư vấn. Và trước khi đến gặp mình thì người ta có thể đến gặp một số bác sĩ khác, và nếu bác sĩ đó thuộc nhóm ngoại khoa, bác sĩ ngoại người ta không có tiêm filler, sorry mọi người, người ta không tiêm filler à, người ta thường hay tư vấn tiêm mở tự thân. Với những cái từ ngữ và với những cái key rất quan trọng khi người ta tư vấn khách hàng, đó chính là đừng có tiêm filler. Filler nguy hiểm lắm, tắc mặt nè, mù mắt nè, tai biến nè, giống như nãy nói, hoặc hỏi dưỡng da rất là ghê gớm. Tại vì filler, HA filler nó không có thân thiện với cơ thể. Các bạn, chị ơi, chị tiêm mở tự thân đi, chị cấy mở tự thân đi thì nó sẽ thân thiện, tại vì mở rất mở của bản thân của chị. Cái vô nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ lâu bền hơn. Được chưa? Và tất nhiên người khách hàng, chị cần tham khảo thêm. Đến gặp một bác sĩ khác. Bác sĩ khác là bác sĩ là nội khoa. Bác sĩ chúng ta không có tiêm, chúng ta không cấy mở, chúng ta tiêm HA, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tư vấn khách hàng như thế nào cho đúng đắn nhất mà chuyên môn. Và chúng ta nên biết khách hàng là cái người sẽ phải là cái người quyết định lựa chọn người ta sẽ xin dịch vụ như thế nào. Và ở đây anh không nói về khía cạnh marketing, anh không nói về khía cạnh sale, anh chỉ muốn các bạn hiểu đúng rõ bản chất của hai vấn đề, và chúng ta làm sao chúng ta tư vấn cho khách hàng một cách đúng đắn nhất về chuyên môn. Cái key, cái chìa khóa để một bác sĩ ngoại khoa người ta tư vấn tiêm mở tự thân, đó chính là: một, an toàn; hai, tự nhiên, mang tính thẩm mỹ tốt, được chưa? Ba, đó chính là bền, đúng không mọi người? Bền hơn. Rồi, đó chính là những cái chìa khóa mà cái người tiêm mở tự thân người ta hay nói với khách hàng nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới từng cái chìa khóa. Đầu tiên, mở tự thân có an toàn hơn so với HA hay không? Tại giờ chúng ta nói về vấn đề này trước, có không tụi em? An toàn hơn. Xin thưa tụi em, cái chữ an toàn ở đây thật sự nó liên quan tới chuyện là chúng ta tiêm vô mà nó đừng có bị biến chứng. Mà biến chứng của filler nó là biến chứng rất là nhiều. Nhưng mà thật sự chúng ta nói đến cái chuyện hai chữ an toàn chúng ta hay sợ nhất, đó chính là tắc mạch, đúng không? Được chưa? Tiêm với tắc mạch khi chúng ta tiêm filler thì mở tự thân được xếp vào nhóm filler và nó được đề cập trong lịch sử hình thành filler, có nghĩa là nó vẫn là filler, được chưa? Tất cả những gì có thể xảy ra với filler HA nó đều có thể xảy ra với mở tự thân, bao gồm luôn cả biến chứng tắc mạch, được chưa? Có nghĩa là tụi em sợ nhất tụi em tiêm filler vào trong lòng mạch, hoặc là tiêm filler ở bên ngoài lòng mạch nó gây tắc, chèn ép vô trong lòng mạch và nó gây tắc mạch, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với mở tự thân. Hồi đó chúng ta đi học, chúng ta có nhớ hồi xưa chúng ta có đi học một cái biến chứng ở trong cái khoa chấn thương chỉnh hình, đó chính là thuyên tắc mở, có nhớ không các bạn? Mà thuyên tắc mỡ là một cái cấp cứu ngoại khoa. Nếu mà thuyên tắc mỡ nó đến những cái động mạch nguy hiểm, ví dụ như là động mạch phổi, là thuyên tắc phổi, tử vong, nguy cơ tôn cực kỳ cao. Và chúng ta không thể nào giải quyết ngoài việc chúng ta phải mổ và giải quyết cái khối tắc, có nghĩa là gì? Phẫu thuật cấp cứu ha. Thì với filler A, nó được xem là filler an toàn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Tại vì nếu có vấn đề gì đó liên quan đến biến chứng xảy ra mà các bạn không giải quyết được một cách bảo tồn, thì các bạn hoàn toàn có thể tiêm tay một cách 100%, rất nhanh chóng, rất thuận tiện, với một cái men đặc hiệu, đó chính là hyaluronidase, được chưa? Cho nên về phương diện an toàn, hai chữ an toàn khẳng định luôn, chẳng có cái gì an toàn hơn filler A ở thời điểm hiện tại bây giờ, được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về tự nhiên và thẩm mỹ. Bạn đã từng nói rồi nè, anh sẽ nói một chút xíu về cái quy trình làm mỡ cho thằng biết. Người ta sẽ lấy mỡ, hút mỡ ở một vị trí nào đó trên cơ thể, chắc chắn chỗ đó phải thừa mỡ nè. Ví dụ như là bụng, ví dụ như là hông, ví dụ như là đùi, được chưa? Hoặc là cánh tay. Thì người ta sẽ lấy mỡ những vị trí đó, người ta đi xử lý, người ta đi quay ly tâm, và sau đó người ta sẽ cấy lại những cái vị trí mà khách hàng đang bị thiếu hụt thể tích. Được chưa? Cái việc đó nó sẽ làm cho, thứ nhất, cái quy trình nó rất phức tạp, cực kỳ phức tạp. Cái hai, nó liên quan tới những cái biến chứng liên quan đến ngoại khoa, có nghĩa là gì? Phẫu thuật, thuốc tê, thuốc mê với số lượng rất lớn, được chưa? Vô trùng, nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ cao hơn rất nhiều, được chưa? Tiếp theo đó chính là
cái vị trí mà chúng ta đưa một lượng mỡ vô để chúng ta cấy vào để chúng ta bổ sung thể tích á, cái chỗ đó chưa được chuẩn bị về dinh dưỡng để nuôi sống tế bào mỡ vừa được cấy vô. Tại vì tế bào mỡ là tế bào sống, nó cần dinh dưỡng để sống, và nó cái chỗ mà chúng ta cấy vào nó chưa được chuẩn bị để nó cung cấp dinh dưỡng, chưa được chuẩn bị về mạch máu để cung cấp dinh dưỡng, cho nên chắc chắn sẽ có một số lượng tế bào mỡ chết đi. Và cái số lượng tế bào mỡ chết đi nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, chất lượng mỡ. Thứ hai, quy trình xử lý mỡ. Thứ ba, cách tiêm, cách cấy mỡ của cái người thực hiện. Thứ tư, đó chính là dinh dưỡng tại khu vực đó, hàng cơ địa của khách hàng, xong chăm sóc sau phẫu thuật. Và tất nhiên những cái yếu tố này các bạn không bao giờ kiểm soát được 100%, cho nên không ai dám nói tôi tiêm, tôi cấy mỡ một lần này là sẽ có bao nhiêu phần trăm tế bào mỡ sẽ sống, sẽ bao nhiêu phần trăm tế bào mỡ sẽ chết, được không mọi người? Chắc chắn không ai dám nói cái chuyện đó chờ. Có thể là 20-30% tế bào mỡ sẽ sống, hoặc có thể là ít hơn nữa mọi người nha. Thậm chí một số người ta tiêm mỡ xong rồi sau đó người ta bị tiêu biến hết hoàn toàn 100% luôn, chẳng có một tí xíu gì còn sót lại, được chưa? Chính vì vậy người ta tiêm filler, người ta cấy mỡ thường thường người ta sẽ cấy với số lượng rất nhiều và nhiều hơn cái lượng thẩm mỹ mà khách hàng cần đạt được. Có nghĩa là người ta tiêm vô người ta sẽ phải bị over, cho nên cấy mỡ xong không ai cấy mỡ đẹp cho khách hàng, khẳng định. Cấy mỡ thường thường người ta sẽ cấy over, sau khi cái over xong rồi nó xẹp xuống do số lượng tế bào mỡ sẽ chết đi, đúng không? Nhưng nó xẹp xuống không bao giờ đẹp được cho khách hàng, cho nên người ta sẽ thường thường người ta sẽ cấy 2-3 lần, không ai được cấy một lần. Chính tự nhiên không? Xin thưa không tự nhiên. Thẩm mỹ không? Xin thưa không thẩm mỹ. Dạ. Và người ta tốn thời gian rất lâu để nó định hình và phải tiêm đi tiêm lại vài lần để đạt được hiệu quả thẩm mỹ như khách hàng mong muốn, được chưa? Tuy nhiên nếu nó tồn tại thì nó sẽ sống tốt hơn, và sự tương thích của tế bào mỡ khi được cấy vào đối với cơ thể nó cũng sẽ cao hơn so với HA, tại vì gần như nó không có lượng tạp chất trong mặt. Ok hả mọi người? Như vậy nó đạt được cái sự gì ưu thế hơn so với việc chúng ta tiêm HA? Thứ nhất, ưu thế của nó đó chính là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là nó gần như không có phản ứng dị ứng nếu nó tồn tại và nó sống, và thứ hai, nếu nó tồn tại nó sống thì nó sẽ bền hơn rất nhiều. Ok hả? Và thứ ba đó chính là gì? Nếu chúng ta muốn cấy một chúng ta muốn đưa bù tới một cái lượng rất lớn và người ta đang bị dư thừa mỡ ở một số vị trí nào đó, thì một cách đôi việc chúng ta hút mỡ sau đó chúng ta cấy lên vị trí khác thì sẽ tốt hơn cho hàng, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ nên tư vấn ưu tiên cấy mỡ đối với hàng bị thiếu hụt một lượng thể tích rất lớn ở trên một vùng nào đó trên gương mặt hoặc là trên cơ thể. Ví dụ những người đi tiêm filler, những người đang muốn bơm ngực bơm mông, gần đây mọi người thấy nó cũng có rộ lên những cái trào lưu là tiêm filler ngực, tiêm filler mông, đúng không? Anh khuyên thật sự luôn là không nên tiêm filler body, quá lắm là cấy mỡ, còn nếu không thì nâng độ cho rồi, được chưa? Nó vừa rẻ tiền hơn, vừa tiết kiệm cơ mà hơn, mà nó chính xác hơn và nó an toàn hơn nữa kìa. Phẫu thuật cho rồi filler làm gì, được chưa? Thì anh nói chi tiết hơn cho em xíu. Ví dụ một loại filler mặt được tiêm ở trên vùng mặt, một loại filler rất bình thường của Hàn Quốc với cái giá trung bình 500.000 một cc. Ở tiêm ngực á, thì thường thường người ta tiêm một cái ngực á, khoảng chừng tầm một bên ngực á, là khoảng chừng tầm từ 50-150 cc. Anh cho hai bên trung bình là 100, hai bên 200 cc. 100 cc là 50 triệu, hai bên 200 cc là 100 triệu, nếu là filler Hàn Quốc. Giá cost nghe tụi em nha, giá cost nha, vậy tụi em phải lấy khách hàng bao nhiêu tiền? Rõ ràng phải lấy ít nhất là từ 150-200 triệu, lời gấp đôi hả, lời nhẹ nhàng nữa nha, thường thường người ta lời gấp 10 không ạ. À? Thì mọi người thấy người ta đi nâng độ cho rồi, đúng không? Tên nâng độ có 30 triệu thôi mà, 30 triệu đến 100-200 thôi là cao rồi, đúng không? Và thời gian nó bền hơn rất nhiều. Và cái thứ hai, khi mà đưa filler vô, filler nó có rất nhiều tạp chất, ngoài HA ra nó cũng có rất nhiều tạp chất, và với một lượng số lượng nhiều như vậy nó sẽ đem đến cái hiện tượng viêm trên hàng rất nhiều và nguy cơ tái nhiễm phụ rất lớn, chứ bạn không có nên tiêm filler body. Cho dù filler body nó đến từ những hãng nào trên thế giới rất là nổi tiếng, những châu Âu thì không có tiêm ha, tư vấn ta đi nâng hết đi. Và đó chính là lý do tại sao ai không hướng dẫn filler body cho tụi em, được chưa? Ở đây không phải là không tiêm được gì, không có gì khó chứ, nhưng vấn đề chúng ta không nên làm. Cái nào làm tốt cho hàng thì quả tốt, an toàn thì chúng ta nên làm, ok ha? Rồi ok, cho nên chúng ta nên tư vấn cho hàng khi mà khách hàng bị dư thể tích mỡ ở một vị trí nào đó, xong mà bị thiếu thể tích chỗ khác với số lượng nhiều thì ta nên đi cấy mỡ, còn nếu không thì thôi HA sẽ là lựa chọn tốt nhất cho hàng, được chưa?